Tối ngày 13 tháng 9, Công an phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai một thanh niên cầm dao cố thủ dưới kênh trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, nam thanh niên đội mũ màu đỏ cầm dao nhảy xuống kênh đoạn cầu Đúc, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thanh niên sau đó ôm bình nhựa, bơi qua bơi lại dưới nước. Vụ việc gây chú ý nên thu hút rất đông người dân kéo đến tập trung đứng trên bờ theo dõi. Nhận được thông tin, công an địa phương cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường vận động thanh niên lên bờ. Tuy nhiên thanh niên vẫn cầm dao cố thủ. Lực lượng phải mặc áo phao xuống kênh bơi đến vây bắt người này, khiến người này đành phải chấp nhận lên bờ. Sau đó nam thanh niên được đưa về trụ sở để làm việc. Được biết trước đó người này có hành động bất thường, cầm dao đi trên đường hù dọa người dân.